Rồi, đại chiến các bạn ơi! Thunder Raptor và Scorpion Dash out! Chỉ lên! Thunder Raptor! Ngay! Cắn được cái cổ! Cắn được cái cổ! Raptor xuất hiện! Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Sindano. Trong video hôm nay mình có ba cái hộp này. Yeah, unbox nè các bạn, let's go. Wow, nhìn nè các bạn. Wow, một bạn khủng long Mattel. Wow, đây là bạn Scorpio Rex. Wow, phiên bản Plus in Battle các bạn. Ok. Ok, Scorpio Rex, một nhân vật đầu tiên của chúng ta, khá là đẹp luôn, đang thu trùi lùi, đang Sicily. Wow, nhìn các bạn. Wow, một bạn Velociraptor của Mattel luôn. Ok, đây là bản gì đây ta? Yahoo, một phiên bản baby các bạn ơi. Wow, nhìn nè. Wow, một bạn Velociraptor Blue. Ok, đây là phiên bản Dino Rival. Còn đây là bản Dino Escape nha các bạn. Ok, và cái túi này nữa. Ok, mở ra luôn các bạn. Ow. Wow, đang thu trùi lùi và cũng đang Sicily luôn. Mở cái này trước đi các bạn. Wow. Wow, nhìn này các bạn. Ôi, cái đuôi bị đứt ra các bạn ơi, làm sao bây giờ? Oh no. Look at this. Wow, đây là một bạn Indoraptor các bạn ơi. Wow, siêu dữ tợn luôn. Một bạn khủng long ác quỷ Indoraptor. Wow, so cool luôn các bạn ơi. Nhìn nè, đang thu rồi luôn, có màu vàng nè các bạn. Khớp chân di chuyển. Oh. Oh, khá là đẹp các bạn. Wow, wow, gắn cái đuôi vô thử các bạn ơi. Yes. Ok. Ổn áp rồi các bạn. Chỉ có cử động được chân thôi các bạn ơi. Chân, tay và cái đầu cùng với cái khớp miệng. Wow, một bạn Indoraptor màu đen mít với màu vàng, khá là dữ tợn luôn và khá là dài nè các bạn. Wow, bạn này chắc không phải hai gang tay mình, chắc cũng ở khoảng 10 cm các bạn ơi. Móng vuốt rất là dài nè, các bạn nhìn xem. Móng vuốt rất là dài, miệng rất là dữ, răng cũng khá là ổn luôn. Và đặc biệt là có những cái gai nè, các bạn nhìn những cái gai này nè. Wow. Rồi các bạn, tiếp theo là bạn Scorpio Rex này của mình. Mở ra các bạn ơi, bạn này có thể nói là sức mạnh có thể tương đương với Carnotaurus và Indoraptor nha các bạn. Oh yes. Mình lấy xong các bạn, cắt dây ra là xong. Wow, nhìn nè các bạn. Không phải có âm thanh không ta? Có âm thanh nè các bạn ơi, mà không biết xài được không? Cỏ này. Oh, mở quét. Ở dưới chân có vườn gồm của Jurassic World Mattel các bạn. Đuôi tác vụ nè các bạn. Đó, quạt lại như này thì cái bạn này sẽ di chuyển nha các bạn. Còn cái phần đuôi thì nó khúc này nó đã bị cứng rồi. Phần cái đuôi này đuôi gai. Oh yes, rất là ghê luôn các bạn ơi. Còn phần các bạn nhìn xem nè, cái dãy gai song song trên lưng nè. Đó, giống như cái dãy gai của một con cá sấu các bạn thấy không? Đó, giống như một con cá sấu luôn. Cái bộ phận này mình làm mình gợi nhớ đến các bạn khủng long mà to 1m của mình á, cũng có một kích thước Giganotosaurus các bạn. Thì kích thước cái cấu trúc của bạn này cũng tương tự như vậy. Và cái phần tay. Đó, cái phần tay cũng có cái gai nữa bạn. Gai á, nó là cái gai cứng nha. Và cái phần này khá là lực lưỡng luôn nè. Còn cái này có cái khớp, ok, rất là ổn áp luôn. Ở đây cũng có một cái khớp khác dùng để cử động nha các bạn. Đó, nếu mình bấm nút thì nó sẽ cử động. Ở dưới này là phần phát ra âm thanh và chứa pin. Đó, và đây là mã số number của bạn này. Wow, cái miệng có thể hạ ra được nha các bạn. Đây, nếu mà do mình chưa khởi động thôi. Còn cái phần đầu, đó, nó sẽ di chuyển như này bạn. Ok luôn, khá là ổn áp nha các bạn ơi. Và rất là dữ luôn á. Đó nè, cho hai tay di chuyển thử. Đó, lúc đó mình sẽ bấm hai cái tác vụ, hai cái nút ở này. Một, hai.
Và chưa hết đâu các bạn ơi, ở cái phần chân, một cái body lực lưỡng như thế này nè. Ở dưới này có một cái móng vuốt ở cái phần chân nè, rất đáng sợ luôn. Và cái phần này cái khớp chân có thể di chuyển được các bạn ơi. Ôi, khớp chân cứng hay ta. Ôi, ôi, hả? À, khớp chân di chuyển được bạn, được nhưng mà nó hơi cứng thôi. Đó, móng vuốt nè, rất giống của bạn Velociraptor đúng không? Chân bên này cũng y chang vậy thôi các bạn ơi. Wow, so cool luôn bạn. Rồi các bạn, 360 độ của bạn này. Wow, quất cho bạn Indoraptor ngã luôn. Đó, đó. Wow, khá đẹp, quất cái đuôi nữa nè. Mày, ngã luôn. Dài hơn các bạn Jaguar Nosaurus một chút xíu do cái phần đuôi nè, khá là dài. Đó, kích thước thì chiều cao thì có thể chiều cao có thể ngang ngửa với bạn Tyrannosaurus của mình luôn. Và tác vụ của bạn này như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ chơi như thế này các bạn. Đây, ở đây có một cái nút bấm, mình bấm vào đây bạn. Đó, cái nút bấm thứ nhất là cái tay của bạn này di chuyển và bạn này phát ra tiếng kêu. Rồi, xong. Đó, đó là tác dụng thứ nhất. Và cái tác dụng thứ hai nữa bạn. Thả miệng ra. Đó, ba loại âm thanh nha các bạn. Một cái âm thanh thứ nhất là để đánh dấu con mồi. Âm thanh thứ hai là để báo cho con mồi biết mày sắp bị ăn thịt rồi. Và âm thanh thứ ba là ăn thịt con mồi các bạn. Wow, rất đáng sợ đúng không? Nghĩa là bạn này có ba cái âm thanh. Đó, Scorpio Rush bạn này rất là dữ nha bạn. Vậy mình sẽ thao tác nhanh lên một chút xíu. Đó, há mày xuống. Ok, tiếp theo Velociraptor Blue. Ok, unbox các bạn. Thì mình sẽ unbox ở phần này. Rồi các bạn, xong. Wow, Velociraptor Blue. Wow, thì bạn nhìn xem 360 độ của bạn Velociraptor Blue này của mình. Hey there. Hey. Sắp chiến đấu với bạn Scorpio Rex và Indoraptor nha các bạn. Ok, thì một chút xíu rồi bạn này. Đây, mã số number của bạn này, Velociraptor Blues. Ok, đây là phần pin và phần phát ra âm thanh ở dưới bụng. Ok, đây là tác vụ của phần chân. Thì cái chân có thể di chuyển được nha bạn. Khớp rất là ổn áp luôn nè. Phần tay thì di chuyển như thế này. Ok luôn. Và phần cổ di chuyển như thế này bạn. Đó, lắc như thế này. Vẫy luôn các bạn ơi. Và phần miệng, ở phần đầu nó cũng có một cái khớp nữa các bạn. Thì có thể di chuyển nhanh xuống như thế này. Đó, cho lên cao và cho xuống dưới. Hiểu vậy các bạn. Oh yes, và phần mắt nè, rất đáng sợ và chân thật nha các bạn. Phần mũi, ok. Và có phần răng chưa há ra các bạn. Thì mình sẽ cho há miệng ra thử các bạn xem. Wow, đây là bộ răng giống như cái bộ răng người luôn các bạn ơi. Nhìn thấy không? Và cái phần lưỡi nè. Wow, cái lưỡi rất là giống thật nha các bạn. Wow. Đại chiến các bạn ơi. Indoraptor và Scorpio Rex. Velociraptor xuất hiện. Wow. Velociraptor khá là nhanh nhẹn các bạn. Cắn cái cổ. Cào cấu.
Wow. Bất phân thắng bại các bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ bạn Velociraptor nên bỏ chạy thì tốt hơn, vì bạn Scorpiorus sẽ rất là mạnh nha các bạn. Wow, bạn ấy chưa dùng hết lực lực thực sự luôn các bạn ơi. Wow, siêu đại chiến đã nổ ra các bạn ơi. Scorpiorus và Velociraptor đang ăn thịt bạn Indoraptor Mini nè các bạn ơi. Ôi không. Wow. Ok các bạn, đây là bộ 3 nhân vật Mattel của mình trong video hôm nay. Wow, rất là đáng sợ nha các bạn. Đây là bạn Scorpiorus đang thua lùi và rất là to lớn, cộng sức mạnh rất là dữ tợn nha các bạn. Kế đến là bạn Velociraptor phiên bản Blue, mà phiên bản hơi to một chút xíu. Đang cùng nhau ăn thịt các bạn Indoraptor phá phách đang thua lùi này của mình các bạn ơi. Wow, so cool luôn. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo với những món đồ chơi mới độc lạ hơn nữa. Bye bye.